Hiện tại thì tôi đang ở căn 2 ngủ cộng 1 2 vệ sinh, căn góc tại dự án Vinhome Ocean Park. Thì ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng các bạn cùng trải nghiệm căn hộ mẫu 2 ngủ cộng 1 2 vệ sinh này, và chúng ta sẽ cùng trải nghiệm. Vâng, vừa rồi chúng ta đã trải nghiệm căn hộ mẫu 2 ngủ cộng 1 2 vệ sinh tại dự án Vinhome Ocean Park. Thì căn này có diện tích là 69,2 mét vuông tim tường. Thì thiết kế của căn phòng này thì khá là phù hợp cho đôi vợ chồng đã có con, rất là phù hợp để cho các bạn trẻ ở trong môi trường như thế này. Vinhomes Ocean Park, Lagoon City within City.